Xin chào tất cả mọi người, kênh Tâm Thiện Tướng Sinh hôm nay tiếp tục quay lại với chủ đề lịch thời vận tốt 12 con giáp ngày 25 tháng 7 năm 2023, tức là thứ ba lịch âm ngày 8 tháng 6, ngày Giáp Thân tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão. Tổng lượng của ngày là tài lộc đang dần dần cải thiện, nên chia sẻ với người bên cạnh bạn. Phương vị tốt, hỷ thần, tài thần đều ở Đông Bắc, quý thần Tây Nam, phúc thần Đông Nam. Phương vị xấu, hạc thần Tây Bắc, phương vị tam sát không động thổ, chính Nam và chính Tây. Tuổi Kỵ là Mậu Dần, Canh Dần. Giờ tốt 0:30 đến 0:59 Giáp Tý, 1:00 đến 2:59 Ất Sửu, 7:00 đến 8:59 Mậu Thìn, 9:00 đến 10:59 Kỷ Tỵ. Lên động thổ cầu cúng trai tiếu xuất hành sang nền chi bệnh, khởi công làm xưởng cắt may quần áo. Kỵ mở kho xuất tiền kê giường, thường mang quỷ vào, vân vân. Chúng ta sang với phần thứ hai là mức độ tốt xấu của 12 con giáp trong ngày này. Mức độ tốt xấu của 12 con giáp thì chúng ta điều đầu tiên chúng ta nói đến các tuổi tốt. Tuổi Tý là ngày thích hợp nhất để cầu tài. Tuổi Ngọ thực thần chủ sự, vận may sẽ đến, thích hợp ở cạnh người thân. Tuổi Mùi lục hợp quý nhân, được quý nhân giúp đỡ, mọi việc thông thuận. Tuổi Thân lục hợp quý nhân có vận may suôn sẻ, lợi cho việc mưu cầu đại sự. Tuổi Dậu mở rộng quan hệ để phát triển công việc. Tuổi Hợi hòa hợp quý nhân, thích hợp với nghiên cứu học tập, cầu được việc lớn. Các tuổi như tuổi Sửu làm việc lớn nên thận trọng. Tuổi Dần phùng xung chi nhật nên để ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận dẫn tới thị phi. Ngoài ra còn cả các tuổi như tuổi Mãi, Mão, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Tuất thì mức độ sẽ khác nhau và chúng ta có thể tham khảo ở cái bảng biểu mà tôi đã đưa ra. Chúng ta sang tiếp tục đến phần thứ ba, đó chính là gì ạ? Giờ tốt chúng ta sẽ làm được gì thì có lợi. Tương tự như các video khác tôi đã trình bày thì ở đây tôi đưa ra thành ba khung giờ chính. Giờ thứ nhất là 0:30 đến 0:59 Giáp Tý, cầu tài có trở ngại, xuất hành không lợi, gia trạch cuộc sống yên ổn tốt đẹp và mùa đông có lo lắng nhỏ. Quan lộc nên ở vị trí đó thì an toàn lâu dài, thi cử không thuận, hôn nhân có thể thành, thai sản dễ song sinh, tật bệnh bộ phận tỳ bị tổn thương nên điều trị. 7:00 đến 8:59 giờ Mậu Thìn, cầu tài không thuận, xuất hành chính bắc, gia trạch trẻ nhỏ không yên. Quan lộc nếu ở quê gốc là nơi quản lý thường tốt, tức là khi mà làm cái việc quản lý mà nơi đó lại chính là nơi quê gốc của mình thì cái công việc đó rất là tốt và rất là thuận. Thi cử thuận lợi, hôn nhân thành, nhưng đừng vội vàng, đừng có nôn nóng quá, đừng hấp tấp quá, nó dẫn đến nhiều việc nó không được như ý, là trước sau thì nó cũng sẽ thành công. Thai sản sinh con gái, tật bệnh để chú ý các bộ phận tim và thận. 9:00 đến 10:59 Kỷ Tỵ, cầu tài cuối tháng thu được, xuất hành chính Tây, gia trạch phong thủy nhà ở có chỗ không tốt, tức là có chỗ bị xung xạ nên người ở không yên, tài vận cũng không được phát triển. Tức là trong giờ này nếu như chúng ta làm một cái việc gì liên quan đến gia trạch, chẳng như chúng ta đục tường hay phá tường vào giờ này thì nó sẽ ứng cái sự việc, tức là gì, phong thủy nhà ở có chỗ nó sẽ bị xung xạ, có chỗ nó sẽ không tốt, người ở không yên. Quan hợp thì không hết nhiệm kỳ, tức là không chưa đủ nhiệm kỳ, chưa hết nhiệm kỳ thì nó đã có cái vấn đề rồi phát sinh. Thi cử không thuận, hôn nhân không thuận, nên thay đổi cô dâu khác. Thai sản sinh con trai, lúc sinh thì hơi vất vả. Tật bệnh phần thận không dưỡng phổi nên bổ âm. Như vậy tức là có 3 khung giờ, nhưng mà có những cái việc thì có thể chúng ta triển khai được, nhưng có những việc chúng ta lại phải lựa chọn làm sao nó phù hợp với từng giờ. Không có nghĩa rằng một giờ tốt chúng ta có thể triển khai được toàn bộ các công việc đều có thể tốt được. Ví dụ như ở giờ Giáp Tý chúng ta thấy rằng là nổi bật nhất là cái câu chuyện dạng như là cầu tài thì có trở ngại, xuất hành thì không lợi. Đấy. Nhưng mà nó lại có thể tốt ở cái câu chuyện như hôn nhân thì có thể hành. Đấy. Quan lộc thì có thể an toàn lâu dài. Đấy, ví dụ như vậy. Như vậy tôi đã trình bày xong toàn bộ lịch thời vận tốt 12 con giáp ngày 25 tháng 7 năm 2023. Mọi người có ý kiến xin để lại lời bình luận dưới video này. Kênh Tâm Thiện Tướng Sinh trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại.